Nhất gia nhị dáng, nhất gia nhị dáng. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam, tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm tần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tùy khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. Mỹ phẩm tần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy. Cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công bởi một làn da trắng trẻo mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care gồm có 4 địa điểm tại Bắc Cali, 4 địa điểm và 1 trung tâm phân phối sản phẩm tại Nam Cali. Tại Bắc Cali, văn phòng tổng đại lý tại 1164 McLaughlin Avenue San Jose, 408-275-9620. Chi nhánh trong khu thương xá Việt Nam Town ở địa chỉ 979 Story Road San Jose, 408-509-4480. Chi nhánh San Jose tại địa chỉ 2877 Center Road, góc đường Lewis, trung khu thương mại với chợ Center, 408-360-9620. Chi nhánh Milpitas tại địa chỉ 86 South Able Street, góc đường Calaveras Boulevard, trung khu thương mại với cơm Tám Thanh 2 và Da Cao Sandwich, 408-946-4227. Ngoài ra, trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care cũng có 4 địa điểm tại Nam Cali, cùng với trung tâm phân phối sản phẩm tại địa chỉ 8105 Bosa Avenue, góc đường Beach Boulevard, 714-461-2403. Cần đại lý khắp nơi, xin lạc số miễn phí 800-918-3017 hoặc vào website evbichliên.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess. À, chị có thể chia sẻ là chị đến với sự kiện khai trương của chúng ta từ lúc mấy giờ không chị? Chị đến từ lúc 9 giờ. Từ lúc 9 giờ có nghĩa là rất là sớm để chờ đợi sự kiện này đúng không? Chị có thể chia sẻ thêm một chút nữa là chị đã sử dụng sản phẩm này được bao năm rồi? Thật ra cái cơ duyên mà chị đến với sản phẩm này á, là chị cũng là khách hàng, chị biết sản phẩm này là 6 năm nay rồi. Thì khi mà xài thì rất là hiệu quả, cho nên sau này hiện giờ thì chị cũng đang là kinh doanh. Trước đây là khách hàng nhưng mà hiện giờ là chị hợp tác kinh doanh, chị có đại lý ở bên Tân Bình. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về cái quyết định mà chị hợp tác kinh doanh cùng với EV Princess cũng như là những hiệu quả kinh doanh mà chị đạt được không? Thì hồi lúc trước á, thì khi mà chị xài á, thì rất là hiệu quả. Rồi giới thiệu bạn bè, khách hàng, những người quen biết á, hầu như ai cũng xài hiệu quả. Rồi người này người kia nhờ mua giùm riết rồi mình mới ra kinh doanh luôn. Rồi chị Liên cũng thương rồi tạo điều kiện. Chứ lúc mới ra thì cũng khó khăn nhiều lắm. Chị Liên rất tạo điều kiện rất là tốt để chị ra kinh doanh. Đến nay thì nói chung rất là ổn. Thì cửa hàng của chị ở số 11 Võ Thành Trang, phường 1, quận Tân Bình thì kinh doanh ổn định cũng được hơn 3 năm nay rồi. Nghĩa là đầu tiên chị là một khách hàng thân thiết thì sau đó chuyển qua kinh doanh. Em nghĩ rằng có lẽ là với những hiệu quả mà chị đạt được thì chị cũng muốn chia sẻ ra nhiều người để sử dụng sản phẩm này. Với sự kiện khai trương của chúng ta là ở thương xá Tắc thì chị có cảm nhận gì ngày hôm nay? Hôm nay thì chị rất vui được góp mặt ở trong chương trình lễ khai trương mừng ra dòng sản phẩm mới. Thì cũng chúc mừng chị Bích Liên, tổng giám đốc hệ thống EV Princess ngày càng phát triển được nhiều, ra đời nhiều cái dòng sản phẩm tốt để chị em phụ nữ làm đẹp nhiều hơn. Như Trà My chia sẻ ngay từ đầu thì Hoa hậu Elizabeth Bích Liên là người Việt Nam thành công đầu tiên cho đến thời điểm này đã hình thành và phát triển dòng sản phẩm EV Princess. Và cũng như là chị đã chia sẻ thì chị cũng đã giúp chị rất là nhiều trong việc phát triển và định hình, định hướng cái đường kinh doanh của mình. Chị có thể gửi lời cảm ơn hay là lời chia sẻ gì đó đến Hoa hậu Bích Liên được không? Thì cũng nhân chương trình này thì em Tiên cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Bích Liên đã tạo điều kiện tốt cho em để kinh doanh phát triển cái dòng sản phẩm, cùng chung tay là một thành viên ở trong hệ thống EV Princess. Chúc chị luôn
thành công, trẻ đẹp và ngày càng phát triển hơn nữa, nhiều dòng sản phẩm mới cho chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Xin được cảm ơn chị Hà, và đó cũng chính là lời chúc của Trà My, chúc cho chị cũng sẽ ngày càng trẻ đẹp hơn và thành công hơn nữa với những dự án kinh doanh của mình. Xin được cảm ơn chị. Mỹ phẩm danh tiếng đẹp da EV Princess giúp ta yêu đời. Đúng vậy, ngày nay dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics là một nhu cầu không thể thiếu cho sắc đẹp phụ nữ. EV Princess Cosmetics là dược mỹ phẩm tốt nhất cho làn da phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Đông, chắc chắn mang lại một làn da tươi mát, mịn màng và trẻ đẹp. Hoa hậu Bích Liên, nhà cung cấp dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics luôn tâm niệm rằng muốn thành công phải mang lại sự hài lòng cho nhiều người, và cô đã thành công vượt trội khi tung ra dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics vào thị trường dược mỹ phẩm dưỡng da tại Hoa Kỳ vào thập niên 90. Ngày nay, dược mỹ phẩm EV Princess đã bay xa, xuất hiện trang trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, do tính năng độc đáo của dược mỹ phẩm này. Hãy vào trang nhà www.evprincesscosmetics.com và blmiracle.com để xem chi tiết dược mỹ phẩm dưỡng da EV Princess và BL Miracle và những đại lý khắp nơi của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics, hoặc liên lạc hai trung tâm chính tại Nam Cali trong khu Phước Lộc Thọ, suite 127 dưới lầu, tại Bắc Cali trong khu Việt Nam Town, hoặc với Hoa hậu Bích Liên 408-849-1152 hoặc 714-461-2403. Em chào chị. Dạ, chị đang chọn những sản phẩm của EV Princess hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ chị ơi, trong sự kiện khai trương này là chỉ có một ngày duy nhất là giảm 30%. Như vậy là chắc là nó cũng là một niềm háo hức để khách hàng có thể chọn nhiều sản phẩm hơn đúng không chị? Đúng rồi, thật ra hôm nay Phụng đến đây tham dự cái buổi lễ này và cũng mua một ít sản phẩm để mình xài. Với lại Phụng cũng là cộng tác viên á, thành ra là mua để về mình bán lại cho khách hàng á. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về cái vai trò cộng tác viên của mình hay không? Trước khi mình là cộng tác viên thì mình xài qua trước thì mình thấy cũng ok. Tại vì hồi xưa cái da mặt mình xài bất kỳ cái sản phẩm nào á, nó cũng bị khoảng một thời gian sau nó bị dưỡng nhẹ lên. Nhưng mà qua cái tìm hiểu mà trên mạng cái mình search ra đó, cái mình đến mình hỏi thử, cái mình coi cái kem mình thấy nó cũng hơi lạ lạ khác với những sản phẩm mình đã từng xài qua. Mình nói ok, mua đại về xài thử. Nhưng mà xài lúc đầu thấy nó bị ngứa dữ dội lắm. Tại vì trong cái thời gian đầu là một tuần lễ là mình phải tại vì nhân viên có nói trước rồi là mình lại bị dị ứng như vậy đó. Cái mình cũng lo sợ lắm. Cái khoảng 10 ngày trở đi, cái mình thấy da mình cải thiện từ từ, cái ok. Cái khoảng chừng gần một tháng thôi thì mình gặp bạn bè hay là khách hàng của mình á, hồi lúc này nó da chị sao đẹp, cái mình nói đẹp không, cái nói đẹp, cái mình nghĩ là chắc cũng ok, chắc cũng là hiệu quả rồi đó. Thành ra mình thấy thôi kệ, sẵn mình có cái cửa hàng ở nhà đó, cái mình mới kèm bán thêm cái kem này luôn. Ở bên đây chiết khấu 1% cho mình. Kính thưa quý vị, sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm thì chị Phượng của chúng ta đã đạt được những hiệu quả khi mà sử dụng sản phẩm và đã bắt đầu chia sẻ cho những người thân yêu của mình, và bây giờ đang là cộng tác viên của EV Princess. Và chị mới nhận thấy là làn da của chị bây giờ là đang tiến dần đến một cái giai đoạn hoàn hảo rồi đó chị. Lúc đầu mình xài kem mà mình rất là sợ, thì mình đã từng xài qua rồi, mình sẽ truyền đạt lại cho khách để cho họ an tâm họ xài. Khi mà dòng sản phẩm này tốt và hiệu quả như vậy và đến được với đất nước Việt Nam cùng chia sẻ và giúp cho các chị phụ nữ Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn, thì chị có cảm nhận như thế nào? Khi mình đã chọn được một sản phẩm mà rất phù hợp với mình thì mình rất là vui mừng. Tại vì đâu đúng là hạnh phúc. Tại vì không phải là những cái sản phẩm như mình đã từng xài qua là Shiseido nè, Ohui nè, nó là mắc tiền hơn những cái dòng này luôn á. Nhưng mà mình xài cũng là nó cũng tốt, nhưng mà nó dưỡng thôi. Nhưng mà nó không có chữa trị và cái phục hồi hay là tái tạo gì đó, nó chỉ là dưỡng thôi. Còn cái hàng này là cái dòng này là nó chữa trị da cho mình luôn. Mình thấy nó hay hơn một điểm là như vậy á. Xin được cảm ơn chị Phượng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, nếu như mà chúng ta chọn được một sản phẩm mà ưng ý và phù hợp với làn da của mình thì còn chần chờ gì nữa đúng không quý vị? Hãy đến với showroom của Thương Xá Tắc để sở hữu được những sản phẩm mới nhất của thương hiệu EV Princess.
Thưa chị, hôm nay thì em thấy rất là đông người đến đây để mà xếp hàng từ sớm rồi. Thì chị có thể giới thiệu đến quý vị khán thính giả của Vietface về ngày khai trương của tiệm mình hôm nay? Dạ, yeah. Thưa kính chào quý vị. Thì coi như là cái kem của EV Princess, thì cái kem đó cũng đã có lâu đời. Hôm nay coi như là khách hàng đã biết về cái mỹ phẩm này. Và hôm nay họ mấy người khách tới cũng muốn cho có làn da mình đẹp. Tại vì hầu hết thì người Việt Nam mình hay bị những cái tàn nhang, những cái vết nám do tuổi đời, do là không có biết protect từ cái tia cực tím, từ cái hơi nóng, từ cái hơi lạnh. Thành ra cái kem EV này đáp ứng cho người Việt Nam mình để có một cái làn da tươi đẹp, trắng hơn. Thành ra hôm nay chính vì lẽ đó thì công ty EV muốn có mặt tại thành phố này để làm đẹp cho mọi người. Thưa Nhung, xin chào anh Nam. Vâng, chào em. Dạ, vâng. Thưa anh, cho Thưa Nhung biết là anh có phải là một khách hàng quen thuộc của EV Princess ạ? Lâu nay vẫn có. Dạ, vẫn có. Anh có lời nhận xét gì về mỹ phẩm EV Princess? EV Princess xài rất tốt. Và lâu nay mình thì cũng có mua giới thiệu cho bà xã nhà sử dụng. Cảm giác của anh ngày hôm nay khi đến với cái ngày khai trương của EV Princess như thế nào? Trước nhất là rất là vinh dự. Và cũng mong rằng là sản phẩm này được nhiều khách hàng chào đón hơn nữa và sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, không những là ở Mỹ, ở Canada và thậm chí ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Xin cảm ơn anh. Chị có những lời nhận xét gì về EV Princess ạ? Rất là happy, tại vì cả gia đình chị là xài của EV Princess của Bích Liên đó. Rồi gia đình chị và bạn bè chị cũng giới thiệu cho rất là happy. Tại vì xài mới đầu chị không có tin tưởng, nhưng mà sau mình xài cái mình thấy rất nó nhiệm màu lắm. Trước đây thì chị đã sử dụng những mỹ phẩm khác, và chị có nhận xét gì sau khi mà chị xài EV Princess với lại những mỹ phẩm khác ạ? Hồi xưa cái mặt chị nó bị nám á. Mà bây giờ chị xài chị rất là thấy mình rất là tự tin đó. Như quý vị thấy là bây giờ bên cạnh Thùy Nhung, chị Bích Thuận, da mặt đã không còn một chút tì vết của cái nám trên mặt nữa. Và cái này là sau khi chị sử dụng một năm hay là bao lâu thì chị không thấy những vết nám ở trên mặt mình nữa? Chị xài có một tuần là chị thấy nó lạ liền. Mà chị thấy nó sao nó ngộ quá. Mình xài EV Princess được 3 năm rồi. Thưa hai chị, cho Thùy Nhung những lời nhận xét về dược phẩm EV Princess. Mình thấy nó rất là tốt, tại vì mình xài thấy da nó mịn và nó work it. Mình thì xài mỹ phẩm EV Princess được 3 năm rồi. Thì mình thấy khi mình xài thì từ từ cái làn da của mình nó trở lên mịn hơn, trắng hơn. Và mình phải công nhận là tất cả những cái mỹ phẩm mà của EV Princess xài rất là tốt. Ở những cái lứa tuổi của tụi mình là cũng đã vào tuổi 60 đó, thì những cái nếp nhăn nó từ từ nó cũng như nó đỡ rất là nhiều đó. Trước đó thì mình cũng có xài Lancôme, rồi xài Shiseido, nhưng mà mình sau đó mình thấy hình như là cái làn da của mình nó không hợp với lại những cái loại mỹ phẩm đó. Thì có một cái dịp đó bạn mình giới thiệu cái EV Princess, rồi mình xài mình thấy nó hợp và cái da mình nó đẹp, càng ngày càng đẹp ra. Thành từ đó mình giới thiệu rất nhiều khách cho EV Princess. Ngọc Minh thì xài nhiều mỹ phẩm lắm, nhưng mà từ hồi mà gặp Bích Liên cách đây gần 5 năm thì phải nói là xài cái này không. Hôm nay mắt cái đang bị đau nhưng mà không có make up gì cả. Xài một tí nghĩa là skin của EV Princess là nó cho ok ngay. Thưa chị đã dùng mỹ phẩm của EV Princess lâu năm rồi, thì cái line mỹ phẩm nào mà chị cảm thấy yêu thích nhất của EV Princess ạ? Ở đây có nhiều cái loại, nhưng mà đối với cái da của tôi đó, thứ nhất là cái cell treatment. Cái đó nó giúp cho cái da mình nó tươi, nó trẻ, mà nó tươi trẻ là nó bớt nhăn. Đó. Cái thứ hai đó là cái serum mà spray nhẹ vào cái mặt, mà buổi sáng mà rửa mặt sạch chút da nó cũng tươi lắm. Và nếu mà thỉnh thoảng đôi ba tuần thì chúng ta nên cái peel treatment một chút, lấy những cái da khô nó ra. Còn tóm lại đây, cream, night cream là cái gì của Bích Liên cũng tốt lắm. Là vì thưa quý vị, Ngọc Minh cũng sống trong cái cuộc đời này trình diện cũng 40-50 năm, xài không biết bao nhiêu là mỹ phẩm nổi tiếng em, nhưng mà EV Skincare là cái mà nó hợp với chị, và chị giới thiệu với bạn chị cũng thích lắm. Xin cảm ơn những lời nhận xét của chị Ngọc Minh. Cảm ơn chị. Cảm ơn đây. Cô chào Thùy Nhung, biết quý danh ạ? Tôi tên Giang.
Cô đã nghe tới tên của dược phẩm dược mỹ phẩm EV Princess và đến đây ạ? Dạ nghe mới đến. Cô đã từng sử dụng qua mỹ phẩm EV Princess chưa? Còn cô đã sử dụng qua? Có dùng rồi, một năm rồi, thấy tốt lắm, đỡ lắm. Cô đã dùng cái mỹ phẩm nào của EV Princess vậy? Nguyên bộ, bây giờ mua nguyên bộ rồi. Ngày hôm nay vì sao cô lại đứng đây nghỉ? Tới mua. Cô có giới thiệu tất cả mọi người tới đây hả cô? Có giới thiệu mấy cô em rồi tới mua hết. Cô em còn đứng bên kia nữa kìa cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Tốt, xài rất tốt. Cái da mình hồi đó nám nhiều lắm, bây giờ đã bớt được 50%. Cảm ơn cô nhiều. Thưa anh, cho Thùy Nhung được biết quý danh. Tên Sáu. Anh Sáu, vì sao ngày hôm nay anh cũng tham gia hàng live này để mời khách hàng cùng với mọi người đây ạ? Tại vì mình là người đàn ông, nghe cái quảng cáo mỹ phẩm tốt thì mình đến đây để mua về cho vợ. Từ hồi xưa giờ thì vợ anh đã từng sử dụng qua mỹ phẩm EV Princess chưa? Cái xài thì chưa, nhưng mà tại vì quảng cáo thì mình cái gì mình phải thử, nếu thử ra được thì mình xài dài dài thôi. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ tôi tên Hồng. Dạ thưa chị Hồng, đã từng sử dụng qua mỹ phẩm EV Princess chưa? Dạ có, khoảng 3 tháng trước. Chị có nhận xét gì về mỹ phẩm EV Princess ạ? Tôi cảm thấy rất là tốt, đó là sự thật, không phải là quảng cáo. Tôi thấy mình đỡ hơn, bớt xấu, thấy yêu đời hơn. Cảm ơn chị Princess, cảm ơn. Trước khi sử dụng mỹ phẩm EV Princess thì chị đã từng sử dụng qua những loại sản phẩm nào? Và đôi bây giờ sử dụng EV Princess thì chị có thấy gì mà khác biệt hay không? Dạ thật ra trước đây tôi cũng có dùng vài loại mỹ phẩm khác, nhưng mà tôi thấy nó không có được tốt lắm, đó là sự thật. Dạ thành ra tôi nghe bạn giới thiệu tôi xài lần thứ ba rồi đó, tôi thấy đỡ. Dạ thành ra đó lý do tại sao tôi hôm nay tới đây mua. Trước đây thì làn da của chị bị khô hay là bị nám hay là bị gì? Dạ trước đây thì làn da tôi đã bị khô, nó không có mướt, bây giờ tương đối nó bớt. Cảm ơn mỹ phẩm Princess rất là nhiều. Cảm ơn cuộc phỏng vấn này. Cảm ơn chị Hồng. Cho thì nhận biết quý danh ạ. Kim. Chị Kim đã đứng đây từ lúc mấy giờ? 7 giờ. Từ 7 giờ sáng đến bây giờ. Thưa chị, có phải là một khách hàng quen thuộc của EV Princess không ạ? No, lần đầu tiên nghe giới thiệu nói tốt thì phải tới thử. Ai đã giới thiệu chị đến đây? Chị nghe đài radio. Hy vọng là ngày hôm nay sau khi sử dụng mỹ phẩm EV Princess, chị sẽ có một làn da trắng đẹp. Và xin chúc cho chị có một ngày vui vẻ. Ok, cảm ơn, để thử coi. Chị đã đến đây từ bao lâu rồi? Dạ, em tại đây khoảng 8 giờ rưỡi sáng, em mới sang đẹp Nadino lên đây. Sau khi sử dụng mỹ phẩm EV Princess rồi, chị có thích và có muốn giới thiệu sản phẩm này cho tất cả mọi người khác không ạ? Dạ em thích giới thiệu cái này cho ai mà giống gọi da khô, vậy là da bị nám á, tăng nhang thì nên xài cái này, thấy cái này rất là quốc. Cảm ơn chị. Dạ còn chị. Tôi tên Quỳnh Hoa. Thưa bác Quỳnh Hoa, bác Hoa đã đến đây từ bao lâu rồi? Dạ đứng hồi 9 giờ mấy tới giờ. Bác có thể cho Thùy Nhung biết bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 72 rồi. Bác có xài qua mỹ phẩm EV Princess chưa? Này mới tới lần đầu, bởi vì nghe đài từ đầu quảng cáo tới giờ, thấy mấy cô rồi đăng ký mua được nhiều quá đó, rồi nghe có dịp này mới đăng ký vô. Xin cảm ơn bác và chúc cho bác có một ngày vui vẻ. Rồi đến mua là một bộ tặng được bộ lặn xa gửi về Việt Nam cho con gái nữa. Bởi vì nếu mà được nó xài tốt thì mai mốt mua tiếp tục tôi xài. Xin cảm ơn bác. Nữa là một người phụ nữ cũng đã đạt được rất nhiều hiệu quả khi mà sử dụng sản phẩm EV Princess. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự của chị để hiểu thêm về sản phẩm nha. Chào chị có thể giới thiệu về bản thân mình một chút. Chị ở quận 11, chị làm nhân viên văn phòng.
Thì cũng nghe bạn giới thiệu về cái sản phẩm này, chị cũng mới sử dụng đây được 8 tháng thôi. Hiệu quả nó rất là lẹ. Tại vì khi mà nghe bạn giới thiệu thì chị cũng ngại lắm, tại vì hô là sử dụng chị nám da thì nó trong lúc sử dụng thì mình sợ nó giống như là bị thâm, bị chốc bỏ đó. Mình không có tiện mình đi làm được, nhưng mà chị cũng ráng sử dụng. Nhưng mà cái hiệu quả mà tác dụng lại với cái mỹ phẩm của em, của dòng sản phẩm này, nó không có giống như cái bản thân của chị. Mà của chị sử dụng thì chị cũng đi nói hỏi chuyên viên thì cái da chị nó là lần đầu tiên mới thấy được là nó bị vàng da. Nhưng mà trong vòng 15 ngày, từ ngày đầu chị sử dụng tới 15 ngày thì cái da chị nó bị vàng đi hẳn luôn, chứ nó không phải là bị sạm xuống rồi bị bong da. Trong vòng 15 ngày thì nó vàng hẳn giống như nghệ. Vậy nên những người sau này mà có sử dụng cái dòng sản phẩm như chị nám da thì hãy bình tĩnh, đừng có sợ. Ban đầu mình cũng sợ nhưng mà từ từ nó sẽ mờ đi. Mình sẽ mờ đi, là mình dùng thêm một cái sản phẩm nữa là chị ban đêm thì nó sẽ từ từ mờ cái lớp vàng đó đi và cái lớp da sáng lên từ từ lại. Chị mới sử dụng được 8 tháng thôi. Bây giờ là được 8 tháng rồi hả chị? Như vậy chị đã chia sẻ là trước đó là chị bị nám, có bị nặng lắm không chị? Nói chung nặng thì cũng không nặng, nhưng mà đã điều trị cũng nhiều lắm, sử dụng dòng mỹ phẩm của Hàn Quốc và của Đài Ma. Nhưng mà cái dòng mỹ phẩm đó thì hình như nó không hợp với da mình. Thì sử dụng cái dòng này thì mới một phủ đầu thì nó đã có giống như làm cho nó hợp da, tùy theo cái cơ địa của mỗi người thì nó hợp lẹ hơn. Cảm giác là thì qua khổ thứ hai thì thấy nó tiến triển rõ ràng hơn, nên chị mới sử dụng có hai hũ kem dưỡng chống nắng với lại một kem dưỡng ban đêm thôi. Vâng, kính thưa quý vị, chị mới sử dụng 8 tháng thôi, nhưng mà khi Trà My đứng bên cạnh chị là có thể cảm nhận được làn da săn chắc cũng như là sự rạng ngời của chị, đúng không? Chị có thể thêm một chút nữa là chị có chia sẻ sản phẩm này với những người thân của mình không? Chị cũng xin chia sẻ với mấy bạn mà nếu mà có sử dụng mà nó bị như người chuyên viên nó nói là dòng bị nám da thì nó bị giống như nó bị đổi đồ mồ hay bị đỏ, bị bong da. Mà thêm một cái nữa như tiết bị là bị vàng da thì các bạn cứ bình thường mà cứ vẫn sử dụng. Thì mình cảm thấy mình sử dụng xong buổi sáng mình vẫn thoa mặt đi với cảm giác đi làm sẽ tự tin hơn. Cũng sẽ được nhiều người khen, những người bạn như tiết cũng sử dụng hôm nay cũng có mấy bạn đi lại tới rất là nhiều để... Tại nhìn thấy mình như vậy người ta cũng muốn ngưỡng mộ cái mỹ phẩm để đi xem tới. Nhưng mà mấy bạn tới chiều mới tới được. Được đẹp hơn nè, được tự tin hơn, rồi hạnh phúc hơn trong cuộc sống nữa. Đó cũng chính là ước mong mà Hoa hậu Elizabeth Bích Liên muốn mang đến cho tất cả các chị phụ nữ. Rất là cảm ơn chị đã đang được chia sẻ những đóng góp của mình cho Hoa hậu Bích Liên nói chung và cũng cho ngày hôm nay nữa. Hy vọng rằng sau ngày hôm nay thì chị sẽ sử dụng thêm nhiều sản phẩm của công ty, tiếp tục ủng hộ, tiếp tục chia sẻ cho bạn bè để có rất là nhiều chị phụ nữ ngày càng đẹp hơn như chị. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều.